chiều ngày 18 tháng 6, tại tỉnh Bình Dương, một xe container đang chạy trên đường DT743 thì bất ngờ phát hỏa ở phần cả binh. Lửa sau đó đã thiếu rụi đầu xe, chỉ còn trở khung. Gần 17 giờ chiều cùng ngày, xe container loại 40 feet chạy trên đường DT743 hướng từ 550 ra cầu vượt sóng Thần. Khi đến đối diện Bệnh viện Quân đồng 4 thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ phát hỏa ở phần đầu xe ngay lập tức tài xế tấp xe vào lề rồi dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành ngọn lửa nhanh chóng bùng lên cháy lan rộng ra rồi bao trùm cả phần đầu kéo cảnh sát phòng cho cháy chữa cháy tỉnh bình dương điều hai xe nước tới hiện trường và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa sau đó ít phút tuy nhiên phần đầu kéo đã cháy rụi chỉ còn chờ khung sắt công an thành phố thuận an đang bảo vệ hiện trường để tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân được biết trong hai thùng xe chở hàng chục tấn viên nén đang từ tân uyên đi Cần các lái